Có một đợt con nghe là vợ con thì lên Đà Lạt chơi, con cũng sắp xe Phi lên luôn, Phi giữa đêm luôn. Thì con cũng hay giỡn là phát tới đón Ngọc nè. Đó, cái Ngọc tưởng giỡn, con chụp hình sân bay, cái ra cái chị khóc luôn. Từ chối lúc đó là ông lại khóc luôn, nhưng mà không chấp nhận là mình khóc. Thế bảo sao đâu gió to bụi quá, sao đâu gió to bụi quá. Gia đình con chào cô Hồng Vân và Thủ Quốc Phận ạ. Rồi, xin mời, xin mời. Thế rồi tụi con bước ra với nó là tụi con bị lu mờ luôn. Dạ. Ha. Hồi nãy giờ bước ra là tôi không có nhìn hai vợ chồng nữa. Thiệt á. Tôi chỉ nhìn vào ánh mắt của em ấy thôi. Hay bây giờ con chưa biết nói thôi giờ mời ba đi. Mời ba giới thiệu về con đi. Dạ. Con tên gì nè? Dạ con ở nhà tên trên mạng là Dino. Còn tên thật của con là Gia Khôi. Dạ. Kìa, anh trả lời kìa, trả lời. Dino. Giới thiệu Dino mọi người xong cái là Dino phải xuống dưới kia. Tại vì con ngồi trên đây tụng nghiệp con. Em bồng cái coi, em bồng cái. Nhớ cháu ngoại đúng không? Thôi đây đây, cho bác Pin bồng cái nha. Thôi bồng miếng ơi. Tính đây đây bác Pin bồng nha. Bồng miếng nha. Ó nó giả đó, nó giả đó. Để em cởi nón là cho giống nhau. Để em cởi nón là cho giống nhau. Ờ cởi nón ra đi. Nhà đen kể là cho giống ra. Tìm điểm. Dino vẫn có tóc. Dino. Cái gì ngoài này nè? Dino ơi. Dino ơi. Chưa giận rồi. Rồi, thôi bây giờ ha, Dino đi xuống dưới uống sữa nha. Rồi, xin chào hai vợ chồng, ba mẹ Dino. Thì mời ba mẹ giới thiệu về mình. Con tên là Phát, thì con làm kiến trúc sư. Bây giờ con sinh là năm là 97. Và con đang ở bên quận 2. Rồi mời vợ Phát giới thiệu về mình. Dạ con tên là Hồng Ngọc ạ. Con thì lớn lên ở Hải Phòng nhưng mà lấy chồng trong Sài Gòn và hiện tại đang ở quận 2. Con kinh doanh quần áo online, có livestream ở trên các sàn nữa. Cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau nè? Lúc đó là cái đợt đó là vợ con bay vô Sài Gòn. Lúc đó là không biết là buồn chuyện gì đó, nhưng mà bay vô Sài Gòn thì đi tình cờ là con quen chung bạn của vợ con á. Đầu tiên khi nhìn thấy bạn này thì như thế nào Phát? Dạ lúc mà con lần đầu gặp á, con thấy một cái bạn này sao mà thấp quá, nhoi quá như là nít vậy đó. Lần đầu gặp thì con chưa có ấn tượng gì hết, tại vì không biết là ai mà thấy cũng không phải gu con lắm. Là con bằng tuổi chồng hồi nãy nó giới thiệu nhiêu tuổi cô quên rồi? Dạ không, con sinh năm 96, còn hơn chồng 1 tuổi ạ. 1 tuổi. Dạ. Nó dám đánh giá con là như con nít hả con? Dạ lúc đó là, con nít hả? Đó là không có nói tuổi nên là con cũng không biết là hơn tuổi luôn. Từ lúc quen đến giờ chưa một lần gọi là chị. Nhưng mà cái lúc đó gặp là gọi là gì? Là bạn đấy ạ. Bạn luôn. Rồi chồng thì nói sao mà lùng quá vậy đó. Rồi giờ con ấn tượng thì là cao quá. Trời ơi sao mà cao dữ luôn á. Nhưng mà đây có phải là gu của con không? Ban đầu con cũng không có ấn tượng gì như chồng con luôn. Ấy là không có ấn tượng gì, có nghĩa là mình cũng chỉ là đi chơi cùng với bạn thôi. Rồi đến khi nào thì con mới bắt đầu theo đuổi cô gái này? Lúc là ban đầu con gặp á, gặp vợ con á thì ban đầu là không phải gu. Nhưng mà ngồi chơi nói chuyện thấy sao bà này bả nhoi mà bả hài quá, chắc con thích gu hài. Bé là gu hài hước. Cái hôm đó là con bay vào đây thì tâm trạng mình cũng đang rất là buồn. Lúc đó là dịch cũng gần căng thẳng ấy ạ. Là con bay về thì chỉ là bạn con dẫn đi thôi, à dẫn ra sân bay thôi. Thế ông này nói là không có ra. Thế cái tự nhiên đùng một cái xuất hiện thì cái lúc đó trào dâng khóc luôn. Tự nhiên một người xa lạ như thế mà cũng ra sân bay mà lúc dịch như thế, xong rồi tiễn mình bay về Hải Phòng. Thế là từ lúc đó thì tụi con mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Mà phải hỏi Phát coi tại sao lại có một sự thay đổi quyết định và xuất hiện bất ngờ như vậy đó. Lúc đó là Sài Gòn đang dịch dữ lắm á. Trước khi mà giờ vợ con bay khoảng 15 phút, không biết sao cái đầu thì nghĩ khác mà tay chân cái xách xe ra chạy luôn. Chắc là thích người nào. Dạ. Chắc là thích cái gu hài của cô gái Hải Phòng nè. Rồi sau đó về là chắc chắn là trong cái giai đoạn dịch là chỉ có nhắn tin online thôi. Dạ đúng rồi, nhắn tin không luôn. Kiểu như hai đứa nói chuyện mà không biết ở đâu ra nhiều chuyện nói lắm. Rồi như kiểu là đã quen từ lâu rồi ạ. Dạ. Rồi có tỏ tình online không? Tỏ tình thì lúc đó chưa. Có một đợt con nghe là vợ con với lại nhà của em vợ con á thì lên Đà Lạt chơi, sau dịch rồi. Dạ. Cân cũng xách xe Phi lên luôn, Phi giữa đêm luôn. Lúc đó Ngọc cũng nói chuyện bình thường thôi, nghĩ con ở nhà thì nói là Ngọc tới rồi, thì con cũng hay giỡn là Phát tới đón Ngọc nè. Đó cái Ngọc tưởng giỡn, con chụp hình sân bay, cái ra cái chị khóc luôn. Bước ra nhìn thấy anh Phát rồi sao có ao vô ôm liền không? Lúc đó là con siêu bất ngờ luôn. Lúc đầu là con không có tin, hay là đi ra thì thấy ông ấy đứng ở ngoài đó mà run, nên là chỉ có ra kéo vali cho con thôi. Thế là lúc đó trời, con kiểu cảm xúc đó,
nó lạ lắm. Đâu có ôm được đúng không? Đã có bé ôm, tại vì nói chuyện qua lại thì mình cũng gọi là kiểu hiểu nhau thôi, chứ nó chưa có phải là tình cảm sâu sắc gì, nên là lúc đó là con cũng rất là kiểu cảm động. Nhưng mà có tận dụng cái cơ hội ở Đà Lạt mà con chuẩn bị trước 1 tuần rồi. Con nhét cái dây kẹo thiệt là dài luôn trong cái tay áo nè, đưa cho chị rút. Nhưng ai ngờ rút ra cái ủa chết quá. Ý là trên mạng đợt đó là hot lên một cái trend là mà cho cái dây kẹo mút vào bên trong tay áo, sau đó giơ cái tay áo lên, sau đó bạn nữ sẽ rút ra. Anh ấy tưởng con bất ngờ, nhưng thật ra con đâu có bất ngờ đâu. Cái đó là con gửi cho ông này nữa, ông làm cái đó. Cuối cùng con có nhận lời không? Dạ không ạ, anh hỏi là Ngọc đã sẵn sàng chưa? Tại vì cũng biết con trải qua một giai đoạn kiểu như là chưa có được ổn định á. Sau là con bảo là thật sự bây giờ là chưa sẵn sàng. Từ chối cái lúc đó rồi ông này khóc luôn. Nhưng mà không chấp nhận là mình khóc. Thế bảo sao đâu gió to bụi quá. Dạ thì mình cũng chuẩn bị nhiều quá mà mình mà bị từ chối thì cũng buồn lắm. Dạ. Buồn chứ con, trời cái công lao mình lái xe từ Sài Gòn lên nữa nó quá mệt nữa. Rồi chi tiết rồi nhét kẹo vô trong đó. Con chuẩn bị nhiều lắm. Cái nhét kẹo đó là nhét khoảng 15 phút luôn. Rồi lần nào thì mới thành công. Trên Đà Lạt là vợ con đã ấn tượng rồi. Thì lúc đó về nói chuyện tiếp, nói chuyện hoài tới đợt dịch thứ ba chú. Có nghĩa là nó yêu từ dịch đợt 1 qua tới dịch đợt 2 luôn đó. Rồi sao nè? Thì lúc đó con biết là vợ con chuyển nhà mà ở Hải Phòng, thì lúc đó con cũng lén đi bay đi luôn. Bay Hải Phòng luôn. Điều kiện quá. Ủa nhưng mà ra rồi con có khóc nữa không? Để lúc mà con trước khi đi Hải Phòng á, thì lúc đó dịch lắm, thì con xin mẹ là con ra đường ở ngoài qua bạn chơi xíu. Thấy chưa? Hồi sao nữa nè? Thì lúc đó mẹ hỏi sao tối rồi con chưa về. Con nói con đang ở Hải Phòng rồi. Trời ơi lúc đó là mẹ sao mẹ căng nhắn cho con là phải nói là như sớ luôn. Thì lúc đó không biết sao giờ con lỡ bay rồi. Tại vì con thì nhà con thì hơi xa trung tâm thành phố xíu. Thì con làm việc thì con ở riêng một mình luôn từ lâu rồi đó. Thế là con ở trên đó thì đợt đó là con chuyển nhà, xong rồi ông này ông mới bay ra mới chuyển nhà mà con lại ở trên mãi trên lầu 4. Bê đồ giúp phụ lên từ lầu 1 lên lầu 4 luôn, xong mà lên một cái là nằm. Trời ơi, nằm không còn biết gì hết, không còn biết là ở lúc này mình phải đẹp để cho cái người này. Đó, thế là cái hôm đó thì buổi tối bọn con đi ăn, thì anh ấy mới tỏ tình lại một lần nữa. Thì lúc đó là con đồng ý là bắt đầu chính thức yêu. Hay là đợt đó thì hết dịch một cái thì con bắt đầu là chuyển công tác vào Sài Gòn con ở luôn. Thì ông này ông cũng đi làm nguyên cả một ngày luôn. Nhưng mà buổi tối về là mệt lắm rồi nhưng mà vẫn chạy sang xong mà đưa con đi chơi. Giờ vô trang tiếp theo đi. Thì các con là ở với nhau là bao nhiêu năm rồi? Dạ, gần 2 năm ạ. Vậy thì từ ngày ở với nhau rồi có phát hiện những cái tật xấu gì của người bạn yêu đời nhau không? Mình không biết đó. Sao mà cái lúc mà đẹp đẽ là lúc mà mới cưới ạ, thì không có ngáy đâu ạ. Trời, bây giờ là nhắm mắt là ngáy. Mà thế mà cái thằng con nó vẫn ngủ được. Có hôm ấy là con ghi âm lại xong con đạp cho một cái, con bảo anh nghe đi, em không thể nào chịu nổi, anh đi sang phòng khác ngủ đi, nhưng mà nhất quyết là phải ngủ với nó. Xong rồi nằm nghiêng sang các kiểu, nhưng mà ngáy to lắm, con không thể nào mà con chịu nổi luôn. Càng ngày càng ngáy to. Thường những người ngáy lắm con ơi, không ai biết đâu. Thật ra chú cũng ngáy nè con. Trời ơi, vợ chú nha, rồi con gái chú bây giờ thi đua nhau quay hình rồi ghi âm lại luôn. Không lẽ giờ mình đi qua phòng khác mình ngủ đúng không? Trời đau khổ lắm con, đâu có muốn đâu. Con bị đạp giống như là thường xuyên luôn. Dạ. Chăm con thì không mệt, mà đạp tỉnh giấc mệt mà đau lòng nữa đúng không? Con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi. Chậm và hơi bừa đó. Trước giờ là ở nhà là sẽ có người dọn dẹp cho, mà con ở ngoài thì con ở tự lập trước sẵn rồi á, ở một mình á, nên là cái gì cũng là mình làm hết. Nên là ông này ông chậm quá là con không chịu được. Là lúc nào con cũng phải nói sao mà anh để chỗ này chỗ kia, sao rồi anh hay quên á. Rồi thôi bây giờ con mong muốn Phát nó thay đổi điều gì? Chồng con cũng quá là hoàn hảo rồi. Con cũng chỉ mong muốn là chắc là yêu thương con nhiều hơn thôi. Giống đẹp quá con ạ, góc nhìn thằng cu con rồi. Ôi yên sao mà dễ thương ơi, quá. Nhìn nó tới giờ mà nó con vẫn còn, chú cảm nhận được nó vẫn còn rất là thương yêu vợ sâu sắc lắm. Và tới con nó Phát. Dạ, vợ con là cực kỳ khó ăn. Vợ con hồi trước là chỉ có 40 mấy, gần 40, gần 39 kg thôi. Thì vợ con là làm hình ảnh hay sợ bị mập nữa. Lúc mà vào Sài Gòn thì không có tìm được quán nào mà vừa ý, cái hành ra là con phải nấu cho vợ con ăn luôn. Dạ. Rồi có khó tính không? Con khó tính lắm. Con kiểu như con hay thấy việc gì là con làm việc đó liền, giống như là con quên việc khác. Ví dụ như con đi vào nhà cái con thấy vợ con cần cái gì đó là con chạy lại phụ. Mà con quên mất là con phải để gọn gàng đồ. Cái tí vợ con mà bồng kiểu như con phụ vợ con, cái vợ con rảnh rồi, cái vợ con bắt đầu đi quanh nhà, chỉ mà thấy cái gì đó không đúng vị trí cái là
Ơi càm ràm. Nhà là con cũng không mong muốn gì hết á. Con cũng hiểu vợ con nhiều quá rồi. Hỗ trợ nhau là được rồi. Hai bạn còn rất là son. Con có muốn điều gì nói với vợ con không? Thấy không? Dạ. Do cái sự kiện này. Đứng lên đi. Lâu rồi anh cũng mới thấy em mặc lại bộ váy này. Những cái cảm xúc nó cũng quay trở lại như trước. Thì nó cũng hồi hộp, nó cũng vui. Anh cũng có một chuẩn bị, một bất ngờ. Hoa ở bên. Thì đây là của vợ. Đây cô, con tặng cho cô. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Đáng yêu quá, quá bởi vậy á, cô cảm ơn nha, cô dạ. Cảm ơn con nhiều. Chú thì con không, trước giờ con không tặng hoa cho không đàn có. Ông. Dạ. Chú với con lại bắt tay nhau như dạ. Thế là đúng rồi. Dạ. Là vui rồi, dạ. Dạ. Và dạ. Rất là trân trọng con rồi. Dạ. Rất dạ. Đẹp. Đó. Chú thấy con rất là tuyệt vời. Dạ. À, một người đàn ông rất là ga lăng. Và chú hy vọng rằng là con sẽ là một cái điểm tựa. À, điểm dạ. Tựa để mà đồng hành sát cánh với vợ của con. Em tên là Vũ Thị Thanh Hiền, năm nay em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Em tên là Phạm Văn 12, năm nay em 28 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Xem đó mà sao kỳ vậy ta, sao anh 12 ơi, sao anh nhìn lớn rất nhiều so với lại cô vợ dạ. Bé xíu xíu của cô của anh á. Dạ, cũng có thể đó là cũng là nguồn gốc của có thể là sự mâu thuẫn hàng ngày giữa hai vợ chồng với nhau. Ồ vậy đó hả? Dạ. À, trước tiên là xin hỏi cái số 12 này là ý nghĩa gì? Có thể là thứ 12 trong nhà phải không? Dạ không, thật ra nhà em tính tới 14 người con lận à. Nhưng mà cho ba em thích ông Nguyễn Văn 12 nên đặt tên em là Phạm Văn 12 thôi. À, à. Vậy hả, chứ dạ. Là em là thứ 12 à. Dạ đúng rồi. Hai em hãy kể cho anh chị nghe cái ấn tượng đầu tiên của các bạn gặp nhau. Năm 2013 bên công ty em có làm một cái dự án. Thì bên chồng em là bên tư vấn giám sát. Thì ấn tượng đầu tiên của em về chồng em là rất là ít nói, trầm tính. Mà sếp em thì giao cho em một cái nhiệm vụ. Mày phải cua được 12. Nếu mà mày không cua được nó là sếp cho mày về xí nghiệp ngồi. Sứ mệnh ghê. Dạ, em cũng xin nói rõ hơn là thì lúc đầu gặp vợ em thì em thấy cô này cũng bình thường. Mà tiếp xúc từ từ thì thấy cô này cũng là hồn nhiên, tính tình cũng vui vẻ. Và nói chung là cổ là những gì mà khiếm khuyết em chưa có. Và vậy một buổi cuối tuần em đang ngồi chơi game. Thì vợ em nhắn tin với một câu là anh ơi anh có rảnh không? Em cũng trả lời là rảnh. Dạ em mới nói là thôi chúng mình quen nhau cho bận chiếu đi anh. Đó. Cho em đính chính một chút à, lúc đầu thì cũng chỉ nghĩ là chơi thôi. Thì có xin số điện thoại của sếp để chọn anh này. Thì em mới nói là anh ơi anh rảnh không? Thì anh mới nói ừ anh rảnh có gì không em? Cái em mới nói là vậy thôi mình yêu nhau cho bận chút đi anh. Cho bận chút. Ôi, nhưng mà 12 nãy kể là nó thiếu cái chữ yêu. Dạ đúng rồi. À, đúng không? Quen bên đây người ta nói chữ, người ta xài chữ yêu. Từ quen với chữ yêu nó khác nhau kỳ lắm nè. Ủa nhưng mà cái lúc đó đó là em đã nhận được cái lệnh của sếp chưa? Dạ chưa, lúc đó là... Lúc mà nhắn tin đó là nhận được lệnh chưa? Dạ chưa. Chứ, đúng rồi. Rồi. Dạ lúc đó chị nghĩ là chọc thôi. À. Có nghĩa là vậy là em có tình cảm rồi đúng không? Dạ. Có để ý rồi đúng không? Dạ đúng rồi, có để ý. Khi mà sếp giao nhiệm vụ cái là lãnh liền. Cái nhiệm vụ đó khó khăn chứ. Nói chung là vẹn cả đôi bên. Dạ. Như là của mình mà cái này là vừa lòng ông sếp. Sau khi mình nhận được tin nhắn cô vợ em là qua thành xa đi làm là chủ động hẹn vợ em đi ăn đi uống và đi chơi. Và cái tưởng đó là gần như là ngày nào cũng vậy, em chở vợ em đi chơi mà tới 11 12 giờ mới về tới nhà luôn. Lúc đó sếp biết không? Dạ không, thời gian mà tụi em quen nhau là giấu không ai biết hết là đến gần cưới. Nói chung là tình cảm là bí mật luôn, không khá đã không có bộc. Ủa nhưng mà ông sếp ổng lại đang muốn gài em cái chuyện mà ổng muốn em là phải chiếm được tình cảm anh này thì em phải càng phải chứng tỏ cho ông biết chứ. Em dặn chứ là không nên thọ so ra, không thể hiện ra. Nhưng mà lý do là tình cảm và công việc đó là hai cái nó tách biệt nhau. Có nghĩa là em biết cái lệnh của sếp cô này luôn. Dạ biết luôn, tại cô nó nói cho em nghe. Bạn này là muốn cái gì ra cái đó, yêu đàng hoàng chứ không phải là chúng tôi vì một cái công việc để mà chúng tôi tiếp xúc là giả danh hoặc là những cái điều như thế này đúng không? Dạ. Nhưng mà giấu sao giấu nổi trời. Dạ đúng rồi, ngồi trong dự án thì chung container trong dự án nhưng mà cái đó là vợ em thì có thể là thể hiện ra nhưng mà em là cái container em rất là ít nói. Em chỉ chầm chầm lì lì và em chỉ làm việc thôi. Muốn cái gì thì em sẽ nhắn tin với lại vợ em. Tại vì ngồi trong cái container nhưng mà sếp không phải lúc nào sếp cũng ngồi, chỉ có trưa là sếp ra đó, sếp ngồi sếp nghỉ thôi. Còn thường thì sếp hay ra ngoài công trình. Mà anh này thì ngồi trong công trình thì mỗi lần không có sếp thì hai tụi em nói chuyện với nhau. Nhưng mà tụi em phải giấu hết chứ không lẽ giấu sếp thôi. Không, mà thường là sếp của cỏ trong container thì em ở ngoài công trường. Còn lúc mà em ở container thì sếp ở ngoài công trường. Nói chung là không có đồng phá nhau được. Cái chuyện lén la lén lút này đến bao lâu thì... Trong bao lâu? Lén la lén lút tới 2 năm mà đến mà gần đến ngày cưới. Là lúc đó là ai đòi cưới trước? Tại vì hồi xưa em quen một cái anh đó, hai bên gia đình cũng tới rồi, cũng nói chuyện. Xong rồi sau đó cái
bên kia không im luôn. Cái đâm ra là khi anh quen anh này cái em bị ám ảnh, thì em kêu thôi bây giờ đi đăng ký kết hôn đi. Đăng ký hôn trước khi cưới luôn á chị. Có nghĩa là làm thì làm phải có cái giấy mà, để cái đó, đó là mình đó là em đang đi làm bình thường. Dạ em kêu bắt bằng một phải đi ra ngoài vườn bắt một đăng ký xong mới được. Không theo là không chịu cho là không được. Mà nếu mà lúc đó em có phản ứng không hay là em đi liền? Không, em hỏi là sổ thầm gì gấp quá vậy em. Cái dạ em nói một hồi em mới suy nghĩ thôi. Tại vì đã xác định là quen là cưới rồi thì đăng ký trước hay đăng ký sau cũng như nhau thôi. Bây giờ đi làm vô bằng bà xã luôn. Rồi tới lúc mà đã có giấy đăng ký kết hôn rồi cho đến cái ngày đám cưới của mình anh là liền không? Cách 4 tháng anh. Vậy thì quá ngắn luôn. Có đủ để thấy được cái tật xấu của nhau. Nhiều quá. Nhiều quá. Nhiều. Tôi để ý là tất cả các bà vợ khi đến với vợ chồng Son nha, bao giờ khi mà tôi gợi ý câu đó là hình như là hết 9/10 bà là nhiều dữ lắm anh ơi. Đó, mà cái phần là phần hay đúng không? Cho anh chạm cái tay nó đi. Bây giờ cho anh kể trước đó. Cọc tính, nóng tính, làm biếng, lười, không chia sẻ công việc với vợ. Làm biếng lười là một đó nha. Trời ơi. Cọc tính, nóng tính cũng là một luôn đi. Chưa tới một phút nữa mà. Cho em năm tính double. Bây giờ em có thể kể chi tiết, mình đi vô chi tiết từng cái được không? Cọc tính hay giấu giếm nha? Có giếm tiền không? Có. Ủa, có. Rồi nè, nóng tính nè. Giấu giếm. Đúng giấu không? Giếm. Làm dạ, biếng nè, ba cái. Dạ. Còn em sao? Mấy cái? Vợ em thì có những cái tính đặc thù người phụ nữ là hay càm nào, nói nhiều là em không có nói tới rồi. Còn những cái tính em hay nói là tính là làm gì nó không có làm tới nơi đến chỗ mà hay là để chừng cái bỏ. Tính này cũng còn nít lắm, chuyện nó suy nghĩ đơn giản lắm. Tức là tính mọi thứ lắm. Là rất là đơn giản. Hồn nhiên lắm thôi. Bởi vì cái gì em nhiều khi á, em phân tích một cái vấn đề gì đó cho vợ em mà vợ em nói sao anh mà làm cho em phụ non quá. Làm gì mà suy nghĩ gì mà tùm lum vậy. Chứ lại là đi siêu thị là thường là mua đồ rất là nhiều dạ để đó. Ủa chứ em là đàn bà mà em đâu phải đàn ông thôi. Ngay cả cái việc mà đi mua chăn mành gói em nói mua một bộ thôi, thích cũng mua hai bộ về tập để đó. Dạ cũng đâu có xài đâu. Bữa đi ngoài đường có mấy cái người bán mấy cái ra ngoài đường á. Em mua có 70.000 tấm à. Nó vừa rẻ mà vừa sạch vừa đẹp nữa. Em về cằn nhằn mà bị la đó hả? Dạ. Bị, có hai cái ra thôi. Hai cái ba trẻ la. Cái phòng thì nhỏ mà cái gì cũng đem về để đó. Tha về cũng được, tha thì cũng được, tổ vậy. Tôi hiểu, tôi hiểu. Rồi bây giờ dễ thương mà. Thôi bây giờ cho anh lớn nói trước đó. Bây giờ mong muốn ba trẻ cho ba trẻ nói trước mà dù lớn hơn con tuổi à. Bây giờ mong muốn em gái cô vợ bé bỏng của mình thay đổi. Em muốn vợ em là nói chung là tính mà càm ràm hay càng nhằn là từ từ cái đó là phải thời gian mới thay đổi được chứ không có sớm một chiều đâu. Không có đâu em, nặng hơn. Đàn bà gái là vậy, nó nặng hơn. Càng già lớn càng làm cái gì đó, một khi đã làm mà phải làm tới chốn luôn. Không làm thì thôi. Với lại là nghĩ chín chắn chút. Trẻ coi đôi khi nó dễ thương hồn nhiên nhưng mà đôi khi nó cũng làm cho người kia nó thấy họ không thấy mệt lắm, như là năng nỉ hoài. Anh trên này anh năng nỉ với anh ở nhà anh có năng nỉ em đâu, em giận rồi đó, em ngồi em tức thôi em khóc cái đó, em sợ nhất là người gái khóc nữa. Rồi bây giờ bên này em cần bên này thay đổi điều gì? Bớt nóng tính, quan tâm vợ, bớt chửi lại. Thiệt không? Dạ có. Nhìn mặt hiền khô vậy á. Mà chửi thầy chửi khổ lông. Tính em là ít nói mà rất là cọc tính. Dạ không, chửi thẳng anh. Chửi em hả? Dạ chửi thẳng em á. Chửi tiếng đang mạch hết. Dạ đúng rồi, đúng rồi, tiếng đang mạch luôn. Xài tiếng gì cũng xài đang mạch luôn hả? Từ lúc đó là cái não nghĩ khác mà cái miệng nó nói khác rồi chị ơi. Đó. Thôi đừng biện hộ, ở đây là biện hộ. Chị thấy gì nè? Tức là trong 2 năm đầu là cái thời điểm mà tụi em phải dung hòa về tính cách để mà có thể ăn đời ở kiếp với nhau. Cho nên là cái năm đầu tiên là cái năm mà vô cùng nhiều những mâu thuẫn, nhiều những cái mà phát sinh làm cho đối phương cảm thấy là nhiều khi cảm giác là mình không thể nào mình có thể gắn bó với nhau được nữa. Đúng không? Dạ. Chính vì vậy mà ở cái năm đầu tiên này, nhất là lúc mà chưa có con đó ha, dạ, là cố gắng là cái tôi của mình dẹp bớt đi. Nếu mà thực sự là yêu nhau thì mình phải giống như là hòa hợp đó, để cho nó thành một khối. Rồi sau khi cái việc mà tụi em đã đạt được rồi, có nghĩa là smooth lại với nhau rồi đó ha, là sẽ đến một cái lần thứ nhì nữa là có em bé. Có em bé thì lại phải mất 1 năm cho đến 1.5 năm nữa để tiếp tục dung hòa cái chuyện đó. Nói chung các cặp vợ chồng qua được 2 năm đến 3 năm đầu tiên trong cuộc đời thì tụi em sẽ gọi là dắt tay nhau mà đi đến cuối cuộc đời thì cái xác suất đó nó nhiều hơn, nó gần hơn. Cái đó là kinh nghiệm đi trước rồi chị truyền lại thôi. 6 tháng nữa thì em được rồi. Được rồi, ok. Nha em, cho nên bây giờ chị thấy nè, em bỏ chữ thề đi. Nói chung là bây giờ là em giảm rất là nhiều rồi. Bây giờ mà lúc này em bị em nóng quá là em bỏ đi ra ngoài, em chỗ khác, em không có nói nữa. Chứ biết sao, mình ở ngoài đường mình bị thiên hạ chửi. Kỳ đó. Mình còn thấy chịu nổi, chứ đừng nói chi cái người mình thương yêu đúng không em? Chửi chịu nổi đâu. Bỏ cái đó đi. Nhớ nghe, đừng chữ thề nghe. Mỗi lần mà chạy ngoài không kịp nữa nhớ. Để anh đi. Thôi bây giờ em biểu diễn đi anh. Đi ra đây.
À, anh bê chỗ này, bê chỗ này ạ. Bây giờ nè, phải nhờ một người nữa. Đâu, bây giờ đó, cắt máy đi đó rồi chương trình mời. Cái này đó. Dưới à. Ok rồi. Rồi, có các anh. Em sửa lại cái đèn mà. Em ngồi đây đúng không ạ? Rồi Khánh, ngồi đó Khánh. Rồi, giả bộ tôi giống như tôi bưng lên nha. Rồi đó, đi. Cắt rồi. Rồi. Ta cắt đầu đâu, đâu có đắt to đâu, cắt hai. Rồi. Rồi thôi, vô đi. Vô ngồi đi. Cẩn thận ghế nghiêng nha. À đây là cô dâu đang có em bé đúng không? Đúng rồi. Còn cô dâu kia là đã có em bé. Dạ. Yeah. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. À, một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. À, và một người mà truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ, và đặc biệt là các bạn Gen Z. À, cùng hỏi với em luôn đó chị. Vậy hả? Vậy hả? Có cùng quê không? Dạ không. Vậy hả? À, bây giờ mời chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. À. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? À, hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi ạ. Dạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang. Thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu ấy ạ. Dạ. Rồi. Mời cưng. Dạ. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Ờ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. À, tức là mới vô. Dạ. Chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, với lại qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ê quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Dạ. Vậy nhờ ông Mũ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Dạ. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Rồi tôi mà trời ơi. Tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. À, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Dạ, dạ. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân. Nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Hay vậy chứ hít đất hả? Trời ơi, siêu vô địch luôn đó nghe. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Hả? Rồi. Hình như em chả biết hít đất hay sao á. Thả giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết. Biết không biết hả? Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Vậy nhưng hả? Mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái là. Ý chưa. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn nha. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn đã... Ủa trời, không bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp núp sau nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, cho danh chánh ngôn thuận đó chị. Đó. Rồi giờ gặp kể. Nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á, đầu năm tháng bằng tháng 3 á. Mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây dạ, ha. Dạ. Thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc. Em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang
đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại, thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò. Vợ em ấy tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em lý do gì em lại viết thư chẳng. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Lúc đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là thì do em mất đôi chân là do em bị tai nạn. Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn cho nó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân, chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Và lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên, ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào, và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi. Em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiêu, đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, dạ, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên đấy là trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em, là từ cái clip đó em bắt gặp cái hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng kiểu vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Ủa nhưng chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Dạ, đúng rồi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. Vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán mà làm sao em tìm được ảnh. Thế lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh. Viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho bạn được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho bạn được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm cho bạn được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện anh lên. Lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sau cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dạ, mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm, nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên anh, đỡ anh phải vui vẻ lên rồi
cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Cái lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm số. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi về của chồng em. Dạ. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ về cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên nghỉ vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Dạ, hôm sau là chồng em phản hồi là cô... Rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì chị cũng nhắn giống như là chào em rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh. Anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Xong đó hai đứa nói chuyện em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều. Thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Nên là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó trời? Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ họ nhìn thấy cái nghị lực của em á. Thì họ sẽ cần đến em đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng check thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em. Thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ. Thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài. Thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019 nhưng là do một lần tình cờ mà lỡ chén xong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh ấy. Thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy. Thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em bạn ở bên Nhật như nào rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu rồi hiện tại làm công việc gì đó. Thì đầu tiên là cảm ơn rồi xong mình hỏi đó, thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ủa xa là đâu em, thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì em bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Đó, thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều thì mình cứ... mời cái về là cổ về luôn. Dạ thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương đó, thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng đó. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể là sẽ gặp được vợ đó, lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng quen từ tháng 3 đến tháng 4 rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết, nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được lúc đó. Ủa em cái lúc anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau. Thì em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn, thực sự lúc đó em tại qua những cái mà cuộc tình trước rồi em không muốn đau thêm một đúng lần rồi nữa. Em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể sẽ tốt hơn. Sao Thương? Dạ. Dạ
Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau á, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện, thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là anh mới hỏi em là có yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó em thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa, hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa. Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người chị bạn gái của anh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước, tại em bảo là em không có nói thẳng với mẹ. Nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen. Thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không. Đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ, chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ không đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em đưa ra Khánh làm sao? Về gặp mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm nay Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ, em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ, em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại lo, lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em. Em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở, rồi hỏi thăm mình vậy đó. Thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip đúng lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy như mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mở cửa
trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thấy thương. Còn anh... Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà Thương, lúc đó Thương xuống sân bay, em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn đó, không đúng không ạ? Mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu là sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Đó, về gặp mẹ xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô và với em. Là ở nhà em luôn? Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt lần sau đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói là thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Đó, em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách là nhân viên và vậy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. À, dạ. Nói chung là nó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á. Thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là đấy là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống. Mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám, lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám, rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác được. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á. Là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đúng rồi. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe thế em kể thì cuối cùng thì gấp con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có chúc em không? Nhớ. Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh nhắn tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em, mà sau đó là nhận được một cái tiệc cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mình biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế, đúng không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đi chọn đồ cưới, chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào?
khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới và em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, là dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe, đẹp như phúc hậu hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may mắn. Em biết sao? Em chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Và vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó. Thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn. Có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Chị không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ Thương không... á, cái bạn Thương nè, cái lúc mà em đến á, nó gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Là rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa nó có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó. Gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau. Tật xấu đi chị ơi, nó xấu đó. Xấu mà. Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh, là chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng, là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng, rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn. Kiểu giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn.
đi làm về anh cũng quán xíu người kia anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm sao anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó, thì lặt hôm đề quá đi. Đang quá trời lặt đề luôn. Đang phần kia. Dạ. Thôi, nha. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Ủa, tính đẹp đi, tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc. Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lặt đề đó, bé Thương lặt đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, nhắc lặt đề cái em biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ trứng lúc chưa men ghê lắm. Nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy căn chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi. Anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không là anh ở giờ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu, em không có chịu thôi. Em ép buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Rồi lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục đồ, giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung quá thôi. Rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải tới nỗi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc có em về là vợ, xong rồi bây giờ có cơ duyên có con. Anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà cũng lúc bất thương bị đau bảo anh nghỉ thì anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị đi co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói đỡ đi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho vậy mình phải thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang sống mà khóc vậy. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em, kiểu như em một con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Kiểu mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình, rồi bây giờ có vợ có con nữa mình cũng lo nhiều hơn. Thì nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì đó, người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Đúng không? Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Dạ, có nghĩa em bây giờ làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ? Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ em mới vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó. Mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, hay là em có làm không? Nhưng có mà hiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream núi livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm nhưng mà cả đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Vợ em xót á. Thà ví dụ em nói thì vợ nó sẽ không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói, em chịu đựng á. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng rồi buồn á. Nên mình đứng như là cái điểm yếu của em.
mình lo cho người ta, cuối cùng là để người ta lo lại cho mình. Ừ. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ Khánh có đi. Gì xấu không? Đó. Vợ em á. Ừ. Vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có lưu luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gắng đào bươi bới móc gì đó, mấy cái thật xấu của vợ nó với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì cứ vẫn cứ ung dung, vẫn cứ gọi là vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Mà chưa xuất hiện. em nói là ơi hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa gọi là vẫn chưa có gì gọi là sự chuẩn bị luôn đấy. À, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó chứ bởi vì hai chồng này đặt đề hoài à, làm như nó mới coi trình này. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi mà vợ bắt đầu mới vô like. Yeah, phụ. Yeah. Mình thì có hợp không? Yeah. Có khớp không, hay là có mà những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen cái việc mà livestream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao, đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Khóc nhè. Dạ. Rất hay khóc nhè. Dạ. Chịu không nổi. Dạ. Đọc không chịu nổi những đúng cái rồi. Comment đúng chê. Dạ. Là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên khóc trên livestream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Dạ. Không chịu đựng nổi được. Dạ. Áp lực. Dạ. Của comment. Dạ. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Dạ. Xíu. Nhưng mà giờ sao luôn? À? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu đâu, không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Thấy anh đi làm một mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà một mình. Thế vậy cứ mệt cũng vẫn cứ đi theo vợ. Với lại chị em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi, là đi tới đi lui nhiều khi khỏe bả nữa đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á, thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. À, cứ bắt buộc nặng nặng đâu phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Dạ, lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói. Dạ. Luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó như cổ tích á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này. Dạ. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe. Dạ. Sức khỏe bình an. Ha, rồi mẹ tròn con vuông, đã biết trai gái chưa? Dạ, cô chú. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó. 10 điểm. Chúc, em chúc cho nó luôn. Năm sau chúc cái này chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi hay là thôi để nữa đi em chúc online tụi nó. Xong đi rồi bắt đầu mình chúc. Đó đúng không? Nghe. Rồi cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Dạ.